Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Minh Thắng. Anh kính chào anh Thắng. À, chào Nhất Thành. Dạ, hôm nay thì anh Thắng sẽ dẫn Nhất Thành và khán giả đi đâu anh Thắng? Chúng ta có dịp nói khá nhiều người trốn trên thế giới rồi. Thì dạ. Tuy nhiên có nhiều nơi chúng ta nói một lần, hai lần, nhưng mà chúng ta chỉ nói phớt qua thôi. Tôi đề nghị cái kỳ này chúng ta nói về Nhật Bản. Dạ. Nhưng mà có một cách là mình đi sâu vào một cái địa điểm thôi. Dạ. Núi Phú Sĩ. Dạ. Ồ, nhắc tới núi Phú Sĩ thì thường người ta nói nhắc tới Nhật, nhưng tới Nhật nước Nhật Bản đó thì người ta sẽ nhắc tới kimono, hoa anh đào và cái thứ ba là không thể thiếu được đó là núi Phú Sĩ. Vậy thì tại sao núi Phú Sĩ lại đóng vai trò rất là quan trọng trong cái văn hóa cũng như là của đất nước Nhật Bản? Thì trước tiên thì nhanh để hỏi anh Thắng trước đã, khoan đã, toàn hỏi sau chứ, đã là đầu tiên là địa lý nó nằm ở đâu trước đã anh Thắng? Thì nói đến Phú Sĩ thì ai cũng biết đến đây là một cái ngọn núi nổi tiếng và coi như cao nhất ở Nhật Bản. Núi Phú Sĩ cao tới 3.776 mét, đó là một ngọn núi tương đối khá cao, trên 3.000 mét rồi. Nhưng mà núi Phú Sĩ thì nó nằm ở đâu đó thì chúng ta nếu nói đến Nhật Bản ai cũng nói đến Tokyo. Nói đến thủ đô Tokyo. Từ Tokyo mà chúng ta đi về phía nam, phía tây nam thì chúng ta sẽ gặp ngọn Phú Sĩ. Phú Sĩ nằm trên một cái thành phố bên trong đất liền, mặc dù cái chân nó kéo dài là tới biển. Và nó nằm trong cái tỉnh gọi là tỉnh Yamanashi. Cách Tokyo thì chỉ, nếu tính trên đường chuyến bay ấy, thì từ Tokyo đi đến Phú Sĩ nó gần 100 cây số thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc là chúng ta phải đi tới Phú Sĩ, chúng ta phải đi bằng xe điện hoặc là đi bằng xe hơi thì chúng ta sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ cho cái khoảng cách là khoảng 90 cây số. Vậy thì từ khi mà ví dụ như du khách mà đến Tokyo, mình nếu mà muốn tới đạo minh tới núi Phú Sĩ để mình đi ngắm núi Phú Sĩ thì một nhân dân Thắng nó là phải đi bằng xe hơi hoặc là đi bằng xe điện. Thì còn cái nào nữa không, hay là đi tàu hay như thế nào không? Không đi tàu được. Thì mình chỉ có đi tàu điện. Nhưng mà dĩ nhiên tàu thủy thì không có rồi. Còn máy bay thì chúng ta bay được nhưng mà không ai bay cả, tại vì nó cũng không có quá xa. Từ Tokyo chúng ta đều có những cái tour để đi đến núi Phú Sĩ, vì đó là một trong những cái thắng cảnh nổi tiếng tại gần cái thành phố Tokyo, mà chúng ta người ta không đến, đã đến Tokyo mà không đi Phú Sĩ thì cả là một cái siêu sót. Tại vì nó không quá xa, nó chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ chúng ta đã đến được cái khu vực chân núi Phú Sĩ. Thế tuy nhiên nói đến Phú Sĩ đó thì chúng ta nói tưởng là đến là chúng ta gặp ngay, nhưng không phải như vậy. Núi Phú Sĩ có nhiều cái địa điểm để đến. Thứ nhất là cái vòng chu vi chung quanh của cái chân núi Phú Sĩ rất là lớn, có thể đến khoảng 70-80 miles, thành một cái chu vi 70-80 miles, tức là mình tính là lớn lắm rồi, tức là mình đi xe đó mà đi hết một vòng như vậy khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tại vì Nhất Anh nhớ thêm là khi mà đi vòng chu vi như vậy nó không phải là đường highway mà nó sẽ đi đường kiểm đường đèo, đi từ khúc vùng núi này qua vùng núi nọ. Còn cái đường kính của cái núi Phú Sĩ không là cũng khoảng gần 30 miles. Thành ra Nhất Anh phải hình dung ra một cái bán kính, một cái đường kính với một cái vòng chu vi lớn như vậy. Thành ra chúng ta đi để mà biết hết một vòng Phú Sĩ thì cũng rất là mất thời giờ. Thế tuy nhiên nếu Nhất Anh có thời giờ mà đi được hết một vòng Phú Sĩ, Nhất Anh được biết thưởng thức rất là nhiều cảnh đẹp chung quanh núi Phú Sĩ. Thì bây giờ như anh Thắng giải thích thì Nhất mới hiểu, tại vì mới đầu thì cứ nghĩ là ví dụ như mình từ điểm mình tới Phú Sĩ là mình sẽ tới là nghe đó là thấy núi Phú Sĩ hết, nhưng mà thực sự anh Thắng mới giải thích là không phải như vậy. Thành ra mình có thể đến hướng đông của Phú Sĩ để mình nhìn núi Phú Sĩ, mình có thể đến hướng tây của Phú Sĩ để mình vẫn nhìn núi Phú Sĩ, mình đến hướng bắc của Phú Sĩ mình vẫn nhìn thấy Phú Sĩ, và nhìn đến hướng nam mình vẫn nhìn thấy cái núi Phú Sĩ. Thành ra mình ở hướng đông tây nam bắc ở vòng tròn chung quanh của Phú Sĩ mình đều ngắm được Phú Sĩ hết. Thế tuy nhiên thì mỗi một cái hướng, mỗi một phương hướng đều cho mình một cái không gian của Phú Sĩ nó khác nhau. Chẳng hạn như nói thêm cho Nhất Anh biết này, dưới cái chân núi Phú Sĩ đấy mà đi về hướng đông, mà xa nhất về hướng đông thì nó có một cái hồ cũng rất là nổi tiếng, cái hồ đó gọi là Ashinoko. Mà từ cái hồ Ashinoko mặc dù là xa ngọn núi Phú Sĩ nhưng mà gặp cái ngày trời đẹp, trời xanh mây trắng, chúng ta có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ lừng lững trước mặt. Còn nếu chúng ta đi về phía tây của núi Phú Sĩ thì chúng ta thấy có ở chung quanh cái chân núi Phú Sĩ nó có năm cái hồ khác nhau. Một cái hồ nó tên là Yamanaka thì tên tiếng Nhật, nhưng mà nếu dịch tới tiếng Việt Nam á thì dễ, hồ Trung Sơn. Một cái hồ đẹp nhất của trong cái ngũ hồ ở ngay chân núi Phú Sĩ phải nói đến Kagoichi. Kagoichi mình dịch là Hà Khẩu.
Trên cái hồ Hà Khẩu, thì đứng cái hồ này đó là chúng ta có thể đứng một phía đầu hồ và mình nhìn phía đuôi hồ, và núi Phú Sĩ ngay cái đuôi hồ nó rừng rững như vậy. Thành ra vào ngày đẹp trời, núi Phú Sĩ, hình bóng của núi Phú Sĩ in hẳn xuống cái hồ, và cái hình ảnh chúng ta nhìn trên cái những tấm ảnh chúng tôi chụp về đó, thì quý vị có thể hình dung được đứng từ cái hồ Kawaguchi để chụp được núi Phú Sĩ. Và hoặc là chúng ta ở cái khách sạn ngay cái cạnh hồ Kawaguchi mà đối diện của cái khách sạn đó, mình nhìn về hướng Phú Sĩ đó, sáng ngủ mở mắt từ 5 giờ 5 giờ 5 giờ rưỡi, chúng ta có thể mở cửa sổ ra, bắt đầu trời mà trong, chúng ta có thể thấy cái hình dáng của núi Phú Sĩ rừng rực trước mặt mình. Và khi mà trời sáng lên tí, mà trời trong đó, mình thấy núi Phú Sĩ in hẳn cái bóng nó xuống dưới hồ. Đặc biệt là nếu mà quý vị đến núi Phú Sĩ vào mùa thu, thì cái hình bóng của núi Phú Sĩ in xuống hồ đó, cái hồ lúc đó mùa thu lúc nào nó cũng phẳng hết, nó không có gió nhiều, thành ra cái mặt hồ rất là phẳng, và mình cứ hình dung hai cái ngọn núi Phú Sĩ ngược chiều nhau, thành ra đẹp lắm. Cảnh cảnh Phú Sĩ và về về cái không gian của nó đó, nếu chúng ta đến với cái hồ Kawaguchi, cái hồ Hà Khẩu được tôi vừa nói đó, và chúng ta đứng đó để thưởng thức, và chúng ta may mắn có duyên với núi Phú Sĩ, mây tan hết, trời xanh, mây trắng, trong xanh, và mình nhìn núi Phú Sĩ hiện hiện trước mặt mình, đẹp tuyệt vời. Đó là một cái, đó là lý do tại sao tôi nghĩ người Nhật họ nhìn cái cảnh đẹp của Phú Sĩ rồi họ đã bắt đầu tôn vinh lên những cái câu chuyện thần thoại và tôn vinh lên cái tôn giáo của họ. Tại vì cái núi Phú Sĩ nó cho người ta nhiều cái cảm nhận khác nhau lắm. Thứ nhất mà khi nhất anh đến núi Phú Sĩ đó, nếu mà là một người du khách thôi, chúng ta thấy cảnh đẹp rồi, chúng ta không cần bàn bạc. Nhưng mà đối với người dân Nhật thì họ là một cái dân tộc tôn thờ thần đạo. Thành ra đối với người Nhật bất cứ chỗ nào cũng là thần đạo cả. Và họ tôn núi Phú Sĩ là một trong ba ngọn núi thiêng của họ. Thành ra núi Phú Sĩ là nơi của Thái Dương Thần Nữ, tức là Sao mặt trời đúng không ạ? Thái Dương Thần Nữ là thần mặt trời đó, có nghĩa là coi như thủy tổ của người Nhật, coi như là người Nhật tôn vinh Thái Dương Thần Nữ là coi như là thánh tổ, là thần tổ. Thành ra người Nhật lúc nào cũng có nhiều cái vun sới, nhiều cái văn hóa, nhiều cái câu chuyện thần thoại nói đến cái núi Phú Sĩ để tạo cho cái núi Phú Sĩ càng đẹp hơn và càng có nhiều cái điểm đặc biệt hơn. Thành ra chúng ta phải từ từ nói thôi. Vậy thì hẹn anh Thắng trong phần sau, anh Thắng sẽ kể cho những anh nhiều hơn nữa về núi Phú Sĩ. Nhân anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay. Và hôm nay thì Nhân anh và khán giả đang đi tới núi Phú Sĩ ở đất nước Nhật Bản. Thì trong phần 1 thì anh Thắng nói là núi Phú Sĩ là một trong những biểu tượng mà là nổi bật nhất của đất nước Nhật Bản, và nó thể hiện qua cả văn hóa, cả tôn giáo và cả tinh thần của người Nhật nữa. Và một điều đặc biệt mà nãy nếu như anh Thắng không nói thì Nhân không biết được, đó là núi Phú Sĩ là mình đi tới nhiều từ một điểm, như mình tới Phú Sĩ là có nhiều nơi để tới, mình nhiều cái hướng khác khác nhau. Đúng vậy. Chẳng hạn như nói đến Phú Sĩ đó thì người ta nói đến các mùa, mùa xuân, mùa thu, mùa đông và mùa hạ. Đúng. Thành ra một năm có bốn mùa, nói cả bốn mùa thì có gì đó mà thiếu đâu. Thành ra như thế này là nếu mà mùa đông chúng ta không leo lên đỉnh núi Phú Sĩ được, tại vì bây giờ là cái luật lệ cấm, và đồng thời tuyết rất là nguy hiểm. Có những lúc mà tuyết lở thì chắc chắn là những đoàn theo hiểm đã tử nạn rất là nhiều vào những thời gian trước đó. Còn nếu chúng ta đến mùa thu, mùa đông, mùa xuân thì ba mùa đều vẫn còn tuyết hết và rất là lạnh. Còn thành thử chỉ có mùa hè là cái mùa duy nhất, nếu Nhật Anh đến với Nhật Bản, đến với chân núi Phú Sĩ, và Nhật Anh muốn lên trên đỉnh Phú Sĩ ngắm nhìn cái miệng núi lửa như thế nào, coi trên đỉnh trên Phú Sĩ nó có cái gì, có thần hay không, hay là có những cái gì, mình phải có cái tò mò mình mới lên trên nơi. Và chỉ có mùa hè tháng 7 và tháng 8 là 2 tháng mà mình có thể leo lên đỉnh núi Phú Sĩ. Và nếu mà làm cuộc hành trình leo Phú Sĩ cũng rất là thú vị, phải nói là rất là thú vị, tại vì mình đi xuyên đêm, mình có thể đi từ 8 giờ tối hoặc 9 giờ tối, mình đi bộ suốt dọc cái chìa núi đi lên. Dĩ nhiên mình không phải đi thẳng vào đường là lên Mình nơi, phải lên dốc. mình phải đi zigzag, rất là nhiều. Thành thử leo núi đêm về của Phú Sĩ cũng rất là một cái thú, và cho những người trẻ và cho những người lớn tuổi nữa. Chẳng hạn, tôi nói thêm một cái văn hóa, người Nhật đã coi núi Phú Sĩ là thần, thần Phú Sĩ rồi. Thành ra mà biết là nơi ngự trị của Thái Dương Thần Nữ, mà người Nhật thì lúc nào họ cũng tôn thờ Thái Dương Thần Nữ. Chẳng hạn như cái lá cờ của Nhật Bản chúng ta thấy không,
cái màu trắng, ánh mặt trời, thay dương thần nữ. Thành thử cái nguyện vọng ước muốn của những người lớn tuổi của Nhật đó, khi mà họ không còn đi được đó, là họ mong họ được lên trên đỉnh Phú Sĩ lại nhìn thấy dương thần nữ hiện lên, tức là lúc mặt trời lên đó. Thì có ngày xưa thì tôi có dịp lên trên đỉnh Phú Sĩ hai lần. Anh Thanh đã từng lên rồi. Tôi có dịp lên hai đó hai lần và mỗi lần lên tôi đều gặp những hình ảnh của những người con đó, con trai đó, lúc nào cũng đeo cái cụi để người bố hoặc người mẹ trên đó. Có lẽ bố mẹ cũng đã già yếu và cũng là một cái ao ước trước khi mất là được lên trên đỉnh Phú Sĩ để nhìn Phú Sĩ lên, mặt trời lên. Và họ đã cõng bố mẹ lên trên đó. Và khi mình đi lên như vậy, một cái đỉnh cao là 3.776 mét. Và dĩ nhiên không phải là mình đi suốt một cái hành trình là 3.776 mét đâu, nhưng mà mình đã lên cái lưng chừng của núi, xe sẽ chạy lên cho nó là cái thành phố Gotemba. Nó lên một cái thành phố đó, từ thành phố đó chúng ta mới bắt đầu cái khởi hành. Nó gọi là chia là 10 chặng, thì cái chặng nó chặng thứ 5 rồi, còn 5 chặng nữa chúng ta lên trên đỉnh. Nhưng mà khoan cho anh hỏi một cái là ví dụ như lên 5 chặng nữa để lên tới đỉnh thì đường đi có khó không Minh Thanh? Nó không khó, nhưng mà như thế này, tại vì núi Phú Sĩ là núi lửa, ngọn núi đang ngủ yên. Có nghĩa là cái lần chót nó phun xuất thạch đó là vào 1707. Cho đến nay là khoảng 300 năm rồi, nó ngủ yên, nhưng mà chưa biết nó thân dân mình, nào. Mình đâu biết được đâu mà. Thành ra nhưng mà khi đi đó thì hai bên những cái xung quanh núi đó, thì nhất anh nhìn thấy cái hình núi của Phú Sĩ đúng không? Chúng ta thấy hình cái shape nó giống như hình chóp nón đó. Thành ra hai bên là không có cây cối gì cả. Thành ra khi chúng ta đi lên tưởng là đi dễ lắm nhưng không. Thực sự là chung quanh núi là toàn là những đá sỏi, những cái đá gọi là nham thạch đấy. Nó vương vẫn chung quanh đó. Thành ra khi chúng ta bước lên một bước nó lại lùi kéo lùi lại bước lên, bước nó cứ kéo lùi lại bước. Thành ra chúng ta mất rất nhiều thời gian để chúng ta đi zig zag đi lên trên cái đỉnh. Tuy là đi từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 10. Tầng thứ 10 là cái đỉnh. Đó. Chúng ta mất nguyên một đêm để đi như vậy. Và đi từ, thí dụ chúng ta, nếu mà trẻ trẻ đó là 9 giờ tối cũng đi, phải đi nhanh. Đi lên đến nơi là khoảng 5 giờ sáng. Thành ra có thể trên đỉnh có lúc, nếu mà mùa hè thì có thể 5 giờ, 5 rưỡi có thể bắt đầu mặt trời lên. Thành ra chúng ta phải lên trước cái lúc mặt trời lên thì đứng đó để đợi mặt trời lên. Và đó là một cái thú của những người Nhật Bản. Và cái thú của những người leo núi đó, mình mục đích mình leo lên đó để mình xem là mặt trời lên thôi. Mình thì không biết về thấy thần nữ thì mình không có cảm nhận được như người Nhật. Nhưng mà người Nhật họ lên thì đối với họ đó là cả một cái giây phút hạnh phúc của họ. Còn trong khi mình lên, cái hạnh phúc của mình thì lên mặt trời lên cho nó đẹp trên cái đỉnh núi không? Và thực thì lên trên đỉnh núi mà lúc mặt trời lên mà vượt qua những cái mây đó, thành tầng mây rồi thì mình thấy đẹp vô cùng và rất là đẹp. Tôi cứ dịp lên trên đó và cái miệng núi lửa tương đối là lớn. Người ta nói cái chu vi của nó có thể là đến nửa cái số, tức là khoảng 500 mét. Nhưng mà nhìn xuống sâu đó thì mình không có hình dung được. Ngày xưa tôi cứ cho nó chỉ khoảng 100 mét. Nhưng mà bây giờ người ta nói có thể xuống từ khoảng 200 mét thôi. Mới xuống được tới cái... Thành ra bây giờ mình muốn leo xuống cái miệng núi lửa cũng không được. Thành ra mình phải xin phép đàng hoàng chứ không phải muốn leo là leo. Nhưng mà đặc biệt là trên cái đỉnh núi Phú Sĩ đó là thần. Thì nó lúc nào cũng có một cái cổng tô đi làm cái cổng thần đạo. Người ta làm cái đền thần đạo đó để người ta thờ thần. Và đó cũng là một cái tập tục của người Nhật, là bất cứ một cái đỉnh núi, bất cứ chỗ nào người ta tin có thần thì đều có cổng tô đi và cũng có một cái đền nhỏ nơi đó thờ thần. Thì đó là một trong những điểm về tôn giáo thôi. Còn mình chưa nói về những cái khác. Có nhiều người họ chưa lên đỉnh, chỉ cần một cái dịp đó là trời xanh, mây trắng, trời rất là trong, mình chỉ đi ngang thôi, nhìn cái Phú Sĩ nằm thoai thoải ở trên cái mặt bằng vậy đó, mình thấy đẹp vô cùng. Và nhờ cái đẹp đó biết bao nhiêu người văn học của Nhật đã cho ra biết bao nhiêu thi nhân để làm những bài thơ, làm về những áng văn chương, về những cái cảm nhận của họ về cái ngọn núi Phú Sĩ đó. Tại vì hầu như tôi trở lại câu chuyện là người Nhật họ coi núi Phú Sĩ như là thần. Họ coi núi Phú Sĩ giống như là cái bầu sữa mẹ, mặc dù chỉ có một ngọn thôi. Thì đó là nơi mà nuôi dưỡng cái tinh thần của Nhật Bản, nuôi dưỡng cái tôn giáo của người Nhật và nuôi dưỡng cái văn hóa của người Nhật. Thành ra chúng ta đến với núi Phú Sĩ là cái cảm nhận của mình chỉ thật nhìn thấy đẹp thôi. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái văn hóa mà đã cảm nhận được giống như một người Nhật, chúng ta mới thấy núi Phú Sĩ nó có nhiều cái để mà thu hút người dân Nhật rất là nhiều. Ngay cả cá nhân tôi, mặc dù thời gian tôi ở Nhật không có lâu, nhưng mà những cái điểm văn hóa của Nhật Bản cũng thu hút mình rất là nhiều. Và trong đó là núi Phú Sĩ là một trong những cái địa điểm mà cho tôi những
cái cảm xúc rất là mạnh khi chúng lên thăm Phú Sĩ. Vậy thì để như anh hỏi anh Thắng là cái lúc mà anh Thắng đi lên tới đỉnh núi Phú Sĩ đó mà nhìn thấy mặt trời mọc đó bình minh, thì cái cảm giác của anh Thắng lúc đó như thế nào? Cái cảm giác nó cũng lạ, là cái thời đó còn trẻ, cái thời đó là mình lên mình cũng chỉ như là một người trẻ để mình lên, nhưng mà lúc đó mình chưa cảm nhận được hết cái văn hóa của Nhật Bản. Nhưng mà khi mà về sau này, khi mình có đủ cái khả năng để cảm nhận được một cái nét văn hóa của Nhật Bản len lỏi trong cái tâm tư mình rồi đó, mình cảm nhận được những cái vần thơ của Nhật Bản nó rất hay, cảm nhận được những cái án văn của người Nhật họ viết ra rất là dễ thương, cảm nhận được cái đẹp của núi Phú Sĩ với cái hồ Kabuichi chẳng hạn, thì cảm nhận được những cái đỉnh Phú Sĩ khi có những đám mây bay vòng quanh bên trên, thì mình thấy lạ lắm, là mình tin à nó phải có một cái gì, thì cái đó không hiểu có phải là cái mà người Nhật gọi là thần đạo hay không, nhưng mà cái đó mình có cảm nhận được. Nhưng mà cái đẹp thì dĩ nhiên mình cảm nhận thấy đẹp chứ, đứng trên đỉnh núi mình thấy bắt đầu mặt trời ló lên qua khỏi các tầng mây, đẹp vô cùng, đẹp lắm. Và đó cũng là một trong những cái kỷ niệm mà không thể quên được trong cái ký ức của tôi. Cảm ơn anh Thắng, và hy vọng là có một lần nào đó trong đời anh cũng sẽ được như anh Thắng, được tới Nhật và cũng có được dịp để leo lên đỉnh núi Phú Sĩ. Rất anh còn trẻ, và đó cũng là một cái cảm nhận mà không có chỗ nào giống chỗ nào ở nơi trên thế giới này. Cái đó cho ý kiến nhất anh là nên đến với Nhật Bản và nên đến với đỉnh Phú Sĩ. Dạ, nhưng mà nếu như mà ai mà muốn lên núi Phú Sĩ thì nên nhớ là phải đi tháng 7, tháng 8 như anh Thắng đúng nói vậy. Đúng không ạ? Thì còn các tháng khác thì chúng ta chỉ có đứng ngắm nhìn thôi. Cảm ơn anh Thắng và hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau.